Hello, xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo thì tôi sẽ cùng các bạn chinh phục bài số 13 trong chương trình lịch sử lớp 11 nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 đến năm 1939. Ở phần thứ nhất đó là nước Mỹ trong những năm đầu, thì cái phần này theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, đây là cái phần giảm tải, do vậy chúng ta chỉ đọc thêm thôi. Vì vậy là phần này sẽ không có câu hỏi để thi. Và chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái phần thứ hai. Phần thứ hai đó là nước Mỹ ở những năm 1929 đến năm 1939. Cũng giống như tất cả các cái nước khác như Liên Xô, Đức, vân vân, thì nước Mỹ cũng rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế 2933. Đây, cuộc khủng hoảng kinh tế 2933. Thì cũng giống như tất cả các nước khác, thì nguyên nhân đây là do việc mà Mỹ đã thực hiện cái chính sách là sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, cung đã vượt quá cái cầu. Vì vậy mà gì? Khủng hoảng kinh tế là thừa, và bắt đầu từ những lĩnh vực đầu tiên, đó là lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vào tháng 10 năm 1929 thì giá cổ phiếu đã sụt xuống là 80%, và hàng triệu người đã mất sạch số tiền mà họ đã tiết kiệm được cả cuộc đời của họ. Đây là một trong những cái hình ảnh về cái thị trường chứng khoán ở New York tan vỡ. Đó. Rồi, nội dung thứ hai nữa đấy là gì? Tất cả các cái nhà máy thì đóng cửa và ngân hàng thì theo nhau là phá sản. Chính vì những cái nội dung như vậy thì hàng triệu người đã thất nghiệp, và nhà nước thì không thể thu thuế được, do là gì? Thất nghiệp và không sản xuất được. Các cái công chức viên chức cũng như là giáo viên thì không được trả lương, và cuộc khủng hoảng đã phá hủy nghiêm trọng các cái ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp vân vân, tức là nền kinh tế của Mỹ đã rơi vào hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây là một trong những bức tranh là về sự biểu tình. Đó, các bạn thấy công nhân xếp hàng biểu tình thất nghiệp. Vậy thì đấy chính là nguyên nhân. Thì các bạn lưu ý khi mà người ta cho các câu hỏi trắc nghiệm về phần này thì các bạn chỉ cần nhớ một cách rất là đơn giản thôi. Đấy là gì? Do sản xuất ồ ạt theo lợi nhuận, cung nó lớn hơn cầu, do vậy mà nước Mỹ nó rơi vào cái tình trạng là gì? Khủng hoảng kinh tế. Đó. Vậy thì họ hỏi như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng nắm được cơ bản là như vậy. Thì khi mà khủng hoảng kinh tế mà đã xảy ra thì nó sẽ kéo theo là gì? Nhà máy sẽ phá sản, tình trạng là thất nghiệp, rồi gì không trả lương, vân vân. Đó, thì những cái này thì các bạn sẽ nắm được nha. Vậy thì với cuộc khủng hoảng như vậy thì có hậu quả như thế nào? Hậu quả cụ thể một số nội dung đấy là năm 32 thì cái sản lượng công nghiệp của Mỹ đã giảm xuống là còn 53. Đó, và các cái công ty xí nghiệp thì bị phá sản rất là nặng nề. Đó, và ngân hàng thì cũng bị đóng cửa. Đó, thì đây là gì? Những cái hậu quả. Rồi, các bạn nắm được chưa? Như vậy chúng ta xong phần thứ nhất, đấy là gì? Cuộc khủng hoảng kinh tế của Mỹ. Vậy thì trước cái cuộc khủng hoảng này thì Mỹ đã có một cái chính sách cũng giống như ở Nga và Đức, thì Mỹ có một chính sách kinh tế mới do tổng thống là gì? Roosevelt thực hiện. Thì trước những cái tình hình như vậy thì Roosevelt đã xây dựng một cái chính sách kinh tế mới. Chính sách này có một số nội dung như sau. Thứ nhất là ông đã giải quyết được cái nạn thất nghiệp. Thứ hai là ông đã thực hiện cái đạo luật. Đó là gì? Tất cả các ngân hàng phục hưng về vấn đề công nghiệp và trong lĩnh vực nông nghiệp này kia nữa thì ông cũng đều là gì? Thực hiện hết. Nên các bạn có thể xem ở đây. Đó, vậy thì đây là một chính sách mới của Roosevelt vào năm 1932. Đó, đây, đây là một bức tranh đương thời mô tả chính sách mới của Roosevelt, người khổng lồ tượng trưng cho nước Mỹ. Đó, họ đưa lên như vậy thì bức tranh này cho thấy là gì? Sự vực dậy của nền kinh tế với chính sách của Roosevelt. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận được nhà nước đã can thiệp tích cực vào nền kinh tế và đã dùng sức mạnh, cụ thể là gì? Các cái biện pháp nhằm điều tiết kinh tế để giải quyết các cái vấn đề kinh tế xã hội, và kết quả đã giải quyết được việc làm cho người thất nghiệp. Vậy thì cái hậu quả ở trên như thế nào thì ở dưới nó sẽ là gì? Sẽ là như vậy. Vì đây là gì? Việc mà họ đã thực hiện cái chính sách. Được chưa? Vậy thì họ đã giải quyết được việc làm, rồi phục hồi được
nền sản xuất và thu nhập thì đã được tăng lên. Đó. Đó, cụ thể đây là một trong những cái sơ đồ về GDP của Mỹ từ năm 1920 đến 40. Đó, cái thời gian này ta nhìn thấy là 2933 này. Đó, cái khoảng thời gian này rất là thấp. Vậy thì với cái chính sách kinh tế mới này thì Mỹ đã đang là đưa lên đó, đúng không? Đấy. Vậy thì đây là một trong những cái nội dung thì chúng ta có thể quan sát cái biểu đồ này. Rồi, về vấn đề ngoại giao thì Mỹ đã thực hiện cái chính sách láng giềng thân thiện và đã thực hiện đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô đó. Đó, đấy là Liên Xô và trung lập với các cái nước xung đột quân sự ở ngoài châu Âu và bắt đầu bóng ma thời đại khủng hoảng kinh tế ở Mỹ. À, đó là toàn nước Mỹ u ám sau ngày thứ ba đen tối. Sao ta gọi ngày thứ ba tức là gì, cái ngày mà kinh tế Mỹ bị khủng hoảng đó, khi phố Wall sụp đổ, mở đầu một thập niên người Mỹ vật lộn trong thất nghiệp, nghèo đói và lạm phát. Rồi, như vậy thì tôi đã cung cấp cho các bạn xong cái bài số 13 về nước Mỹ giữa hai cái cuộc chiến tranh. Rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video clip, và các bạn hãy chia sẻ và tiếp tục tìm hiểu các cái nội dung trong bài tiếp theo, bài số 14.